sẽ đi tiếp theo với bài luyện tập. Đối với bài luyện tập này thì chúng ta sẽ hệ thống lại tất cả những kiến thức ở bắt đầu từ học kỳ 2 chúng ta đang học. Ở học kỳ 2 chúng ta học chúng ta sẽ học ở bắt đầu từ bài POC. Thì để ôn lại POC chúng ta ôn lại những phần nào? Thứ nhất là tính chất vật lý POC. Phần thứ hai tính chất hóa học. Thứ ba ứng dụng và cái thứ tư là điều chế POC. Ngoài ra chúng ta sẽ ôn lại cho cô các khái niệm định nghĩa oxy, sự oxy hóa, phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy. Đây là những cái phần trọng tâm chúng ta ôn lại. Bây giờ với cái lượng kiến thức như vậy thì cô xin đưa ra hai bài tập. Bài tập thứ nhất yêu cầu của cô là các em hãy lập các quy trình hóa học cho các sơ đồ phản ứng sau. Thì cái bài này khi chúng ta giải xong thì chúng ta về chúng ta có thể áp dụng được cái bài tập ở trong sách giáo khoa bài số 1 mà người ta yêu cầu chúng ta viết chương trình để các em có thể dựa vào đây. Chúng ta phải viết chương trình. Thì khi các bạn các em thấy cho cô đối với phương trình A, B, C và D, những phương trình này chúng ta sẽ bắt đầu làm như thế nào? Phương trình thứ nhất, chúng ta tìm cái chỉ số nào lớn nhất chúng ta căn trước. Thì đối với cái phương trình A này chỉ số lớn nhất là chỉ số oxy. Oxy ở chất tham gia và oxy ở sản phẩm đều có chỉ số này. Thì chúng ta thấy là tham gia đến và carbon, chất tham gia một carbon, sản phẩm chúng ta cũng có một carbon thì trong phương trình này đã bằng nhau. Chúng ta sẽ tính thành nhớ. Chúng ta lại chương trình B, chúng ta sẽ cân bằng từ chỉ số lớn nhất. Chỉ số lớn nhất ở đây là chỉ số 5. Số 5 là chỉ số lẻ, chúng ta sẽ cân bằng phương pháp. Nếu phương trình hóa học có chỉ số lẻ, việc đầu tiên là chúng ta sẽ thêm hệ số 2 phía trước con nhất của cái góc có chứa chỉ số lẻ đó. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cân bằng. Cân, chúng ta sẽ lấy hệ số 2 chúng ta được thêm vào nhân với chỉ số lẻ lớn nhất là số 5. 2 nhân 5 chúng ta sẽ được 10 oxy. Chất tham gia chúng ta có 2 oxy. Chúng ta sẽ nhân hệ số ở đây là 5, chúng ta được 10 oxy. Tiếp theo chúng ta sẽ cân bằng phương pháp phô. Hệ số phía trước là 2, tỷ số phương pháp phô là 2. Vậy tổng của phương pháp phô sẽ là 4. Chất tham gia chúng ta sẽ thêm hệ số 4 vào đây. Còn phương trình chúng ta cân bằng. Tương tự như vậy chúng ta sẽ cân bằng phương trình C. Chỉ số ở đây lớn nhất là chỉ số 2 thuộc về hydro và cũng thuộc về oxy. Do đó chúng ta căng hydro trước cũng được hay là căng oxy trước cũng được. Đối với đây thì cô sẽ tiến hành là căng oxy trước. Thì ở đây chúng ta các tham gia chúng ta có 2 oxy, sản phẩm chúng ta có 1. Các em căng hệ số vào đây thì chúng ta được 2. Đúng 2. Rồi, hệ số nhân chỉ số thì tổng hydro sẽ là 4. Chúng ta có chỉ số ở đây 2, chúng ta nhân hệ số vào và chúng ta cũng có được hydro là 4. Tương tự vậy chúng ta sẽ căng xuống cái nguyên đây. Chỉ số lớn nhất là chỉ số 3 và chỉ số lẻ. Chúng ta sẽ tìm hệ số 2 trước con nước của các có chỉ số lẻ. Lúc này chúng ta sẽ được 6 oxy. Các bạn nghe chúng ta có 2 oxy, chúng ta sẽ tìm hệ số 3 và chúng ta được 6 oxy. Tương tự như vậy chúng ta sẽ thay phương nhân. Lấy hệ số 2 nhân chỉ số phương nhân là 2 thì tổng phương nhân sẽ là 4. Chỉ số phương nhân này không có thì này chúng ta sẽ thay phương nhân. Hệ số là 4. Giờ cả hai phương trình mình hết chúng ta muốn này. Chúng ta sẽ tiến hành sang bài số 2. Bài 2 để giải được một cái bài toán thì chúng ta nhớ cho cô bốn phương và bốn bước để giải một cái bài toán. Bước thứ nhất chúng ta sẽ đi tìm số con. Bước thứ hai ta viết phương trình. Bước thứ ba cân bằng phương trình và lập luận các số con có trên phương trình. Và cuối cùng là chúng ta bắt đầu đi vào tính toán cụ thể như sau. Đối với bài này thì chúng ta sẽ giải bước thứ nhất, đó là chúng ta sẽ tìm số mol. Lưu ý cho cô số chỗ nào là mol chỗ đó nha. Để tổng bài chúng ta phân tích, chúng ta thấy số nằm ở vị trí này 1.2 và nó thuộc về các con. Số chỗ nào là mol chỗ đó, vậy thì 1.2 là nằm vị trí các con. Chúng ta sẽ tìm chính là tìm số mol của các con. Số mol của các con chúng ta sẽ tìm được tầm cách lấy khối lượng của các con chia khối lượng của các con. Chúng ta sẽ được ở đây là 1.2 chia cho 2.4, chúng ta được là 0.5. Xin lỗi các em ơi.
cái này chúng ta sửa thành nhầm một chút ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.